Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp, Chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Quý Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Vậy ngũ hành niên mệnh, tang đồ mộc, ngày Quý Sửu, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Vậy nạp âm, tang đồ mộc, kỵ tuổi, đinh mùi, tân mùi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỷ dậu, đinh tỵ, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Sửu, lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ, và Dậu thành kim cục, xung với Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Địa Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Thánh Tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Cát Khánh, tốt mọi việc, sao Âm Đức, tốt mọi việc, sao Kim Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Nguyệt Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao Nguyệt Hư, hay còn gọi là sao Nguyệt Sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Nhân Cách, xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Theo khổng minh, hôm nay là ngày xấu, xuất hành, cầu tài nên tránh, dù được rồi cũng mất, tốn kiếm, thất lý, mất thời gian, thua thiệt. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, Chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với sự sáng tạo và thông minh của mình, bản mệnh có thể nghĩ ra được nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc, tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác, với cấp trên nữa. Với những thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội để cho bạn thăng tiến. Vì vậy, với bạn tuổi Tý, đừng có chần chừ, do dự, mà hãy nhanh chóng để nắm bắt lấy cơ hội. Bên cạnh đó, quý nhân xuất hiện, phù trợ cho bạn, khiến cho mọi việc càng trở nên dễ dàng, trôi chảy hơn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này nhắc nhở bạn mạnh rằng, trong gia đình bạn đang tồn tại một vài mâu thuẫn, hoặc là lớn, hoặc là nhỏ, đều không thể bỏ qua. Hai người cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau và không nên giấu giếm ở trong lòng, tạo ra khúc mắc và ấm ức, khó chịu.
Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc được thuận lợi, đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, thông minh, tinh tế, có khả năng gắn kết mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có được cơ hội thăng tiến, hãy mạnh dạn để nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, cần phải quyết đoán hơn, chớ nên chần chừ, do dự. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng có sự mâu thuẫn nên nói rõ mọi chuyện với nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 80, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, và đây là điềm báo bạn trải qua một ngày đầy bất ổn, có thể là bạn tuổi Sửu phải đối diện với những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa anh em, bạn bè hoặc là đồng nghiệp, và điều này sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn không nhiều thì ít ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Sửu, những lúc đứng giữa sự tranh chấp như thế này, cái điều quan trọng bạn cần phải làm là giữ được chính kiến riêng của mình, không bị những lời nói ngạ nói nghiêng tác động. Bạn cần phải đủ vững vàng để phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Bên cạnh đó, trong vận tình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Cái điều này làm cho bạn cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng có cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm tới cảm xúc của người ta như vậy. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có thể phải đối diện với những phi vụ tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, hãy giữ vững lập trường của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đừng có để cho những lời nói sai trái tác động đến bản thân. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, không nên sống phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc là điều gì. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 33, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật, ngày 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy hôm nay là một ngày may mắn với bạn tuổi Dần, và bạn có thể sẽ đạt được những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp, nhất là đối với những ai đang theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dù là ngày nghỉ, nhưng bạn vẫn được cấp trên quan tâm và giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Với bạn là người có đầu óc, bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người, từ lãnh đạo cho tới đồng nghiệp xung quanh. Đây là bàn đạp để cho bạn có thể tiến được những bước xa hơn trong tương lai. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày xấu, không thích hợp để cho bạn thực hiện những công việc to lớn. Vì vậy, nếu như có ý định làm việc gì lớn thì bản mệnh tốt nhất là nên tạm thời lùi lại, chọn một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình. Ngày này bắt buộc phải xuất hành đi xa thì bạn tuổi Dần nên chọn những hướng tốt như là hướng Hỷ Thần, hướng Đông Nam và Tài Thần, hướng Tây Bắc để có được sự may mắn, thành công nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, đạt được những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, nghiêm túc khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, biết hài lòng với những gì mình đang có. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, không nên thực hiện những công việc quan trọng.
Vậy đánh giá của bạn Tử Dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 26, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Mão và con cái của mình đang càng ngày càng trở nên xa cách. Bạn tuổi Mão có thể cảm thấy không hài lòng vì con cái của mình không đạt được như mục tiêu của mình đã đặt ra. Tuy nhiên, bạn không nên mang đến cho con cái quá nhiều áp lực như vậy. Bên cạnh đó, với bạn tuổi Mão trong ngày này, cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy cũng có thể xảy ra sự tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất với nhau. Và nếu cứ cứng nhắc, một mực giữ ý kiến của mình thì mâu thuẫn chẳng thể nào giải quyết được. Bạn cần phải mở lòng mình và sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy nói trước cái đã. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay cũng chẳng được mấy thuận lợi. Bạn cần phải tránh xa những kẻ chủ động tiếp cận mình hoặc là thường xuyên nịnh bợ mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cơ hội để hạ bệ bạn nữa đó bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có phần căng thẳng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy lắng nghe ý kiến của các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, giữ khoảng cách với những kẻ đang có ý đồ tiếp cận. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đừng có tạo cơ hội để cho người khác vượt qua mình một cách dễ dàng như vậy. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 48, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này làm cho bạn dễ gặp phải những kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, gây chuyện thị phi, khiến cho người khác nghĩ sai về bạn. Tuy nhiên, dù có rơi vào tình huống xấu như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải giữ bình tĩnh hết sức có thể để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Đặc biệt, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, bạn chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu cẩn trọng dù trong tình huống hoặc là đối tượng giao tiếp như thế nào đi chăng nữa. Bạn cần phải cứ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận rõ trắng đen mà thôi. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc với thổ. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đang còn độc thân, đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người, bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn còn vương vấn với bóng hình trong quá khứ. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa dễ gặp phải những trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, gây chuyện thị phi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, hãy tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 56, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật,
ngày 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có được cơ hội thăng tiến rất tốt nếu như bạn đang làm trong những lĩnh vực liên quan tới công danh, sự nghiệp. Với bạn tuổi Tỵ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và dễ dàng nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh và lãnh đạo nữa. Vì vậy, với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn cần phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội trước mắt dù là ngày nghỉ, nhưng với bạn vẫn còn nhiều công việc được cấp trên giao phó. Và có thể bạn đã hài lòng với thực tại và không muốn nhận những trọng trách lớn lao, nhưng bạn không nên để cho kẻ khác nặng tay trên với những điều vốn thuộc về mình một cách dễ dàng như vậy bạn tuổi Tỵ nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Với bạn tuổi Tỵ, trong các mối quan hệ với bạn ngày hôm nay rất hòa hợp với nửa kia. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày. Nhờ thế mà cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, nhận được sự tin tưởng lớn lao của cấp trên, bạn bè và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, hãy chớp lấy cơ hội thuộc về bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, đừng có để cho kẻ khác có cơ hội cướp công của mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, công danh sự nghiệp có bước tiến triển đáng kể. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 29, số 31, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, Chủ nhật, ngày 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ, bạn vốn là người rất tài giỏi và nhanh trí, nhưng ngày hôm nay dưới sự tác động của cục diện ngũ hành tương hại, điều này làm cho bản mệnh dễ đánh mất đi sự điềm tĩnh hàng ngày. Bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc là gây gỗ với mọi người vì bất cứ nguyên nhân dù là lớn hay là nhỏ đi chăng nữa. Với bạn tuổi Ngọ, bản mệnh cũng dễ dàng mất đi sự kiên nhẫn và quyết định gác lại những công việc khó khăn cần sự tỉ mỉ và khéo léo cao. Bạn cần phải tìm ra cách tự tạo động lực cho mình, bởi nếu như bạn cứ bỏ cuộc công việc như vậy, thì càng lúc bạn sẽ càng cảm thấy ngại khi bắt tay vào làm lại. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy, với bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng tới những thành viên lớn tuổi trong gia đình của mình. Nếu như gặp khúc mắc nào đó trong cuộc sống, bạn thường xuyên trao đổi và xin ý kiến của mọi người. Chính vì vậy, quý nhân trong ngày hôm nay rất có thể sẽ là họa hàng của bạn nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, dễ mất bình tĩnh, gây gỗ với những người khác. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, làm việc trong bầu không khí căng thẳng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc khó khăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, dễ bị bỏ dở công việc giữa chừng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, tôn trọng những người lớn tuổi trong gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 44, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, Chủ nhật, ngày 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này bạn trở nên quá mức tự tin, thành ra chủ quan khi đang phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi gây ra. Bạn tuổi Mùi đang có sự kiêu ngạo, cho rằng mình có thể hiểu rõ và tự giải quyết được mọi chuyện, cho nên thường bỏ ngoài tai lời khuyên của bất cứ ai, và cứ như vậy
bạn sẽ thành ra người dù có tài nhưng không gặp thời đối bạn tuổi Mùi nhé. Với bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, bạn cũng cần phải đặc biệt chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là đối với những ai đang có thiện chí với mình. Nếu là cấp trên và muốn góp ý cho người dưới, bạn mệnh cũng nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh để cho người nghe bị tổn thương. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác, và đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn rất nhiều nếu như bạn thay đổi góc độ quan sát vấn đề nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, quá mức tự tin cho rằng mình có thể làm được mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, chú ý cách nói năng, tránh làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, không nên cố chấp với quan điểm của chính mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 17, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này làm cho bạn đang rất vượng vận về đào hoa. Dù bạn đã lập gia đình hay vẫn đang còn độc thân, bản mệnh vẫn dễ dàng gây được ấn tượng với những người khác giới nhờ có cái tính ăn nói chuyện hài hước, dễ mến của bạn. Nếu như bạn đang còn lẻ bóng thì đây là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao và biết đâu bạn sẽ tìm được người ở nơi đấy thì sao. Tuy nhiên trong ngày này đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với những người khác giới, đừng có để cho cảm giác thỏa mãn hư vinh nhất thời khiến cho mình lâm vào bước đường sa ngã, gây tổn thương cho tất cả mọi người trong gia đình. Và ngày này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn mệnh sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc là biến động trong công việc vào ngày hôm nay. Bạn cần phải chú ý khi giao tiếp với những người có quyền cao chức trọng. Đừng có để cho cách ăn nói quá thô lỗ của mình. Bạn sẽ vô ý làm phật lòng người khác. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, nhân duyên nở rộ, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, dễ gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, quan tâm tới các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, chú ý cách ăn nói, đặc biệt là khi giao tiếp với cấp trên. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, phải tốn thời gian khi giải quyết nhiều rắc rối. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 42, số 55, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu là người với kinh nghiệm phong phú, dễ dàng nhận được sự thán phục và tin tưởng của mọi người trong ngày hôm nay. Dưới sự giúp đỡ của tam hợp phù trợ, cho nên với bạn tuổi Dậu có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công nhờ vào tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của mình. Có điều với bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn cũng cần phải chú ý tới tính cách hiếu thắng của mình. Và trước khi giải quyết việc gì, bạn cũng nên suy tính trước cho kỹ càng, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm quá với khả năng của mình chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng.
Cái điều này cho thấy về mối nhân duyên của bạn trong ngày hôm nay rất tốt đẹp. Bạn và người ấy càng ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu như bạn còn chưa kết hôn, hai bạn có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy nhận được sự khâm phục, tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa có tầm nhìn xa trông rộng, dẫn dắt mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ không nên mù quáng, vội vàng đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 40, số 48, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất chủ nhật ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tuất nói năng quá mức thẳng thắn. Chính vì vậy mà bạn có thể sẽ phải nhận lấy nhiều phản ứng trái chiều, cho dù mục đích của bạn có là tốt đi chăng nữa. Bạn cần phải chú ý hơn tới cách diễn đạt của mình ngày hôm nay. Trong công việc của bạn tuổi Tuất ngày chủ nhật này, nếu như gặp phải trở ngại, bạn không nên đầu hàng ngay lập tức. Và nếu như nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của mình, bạn cũng đừng có ngần ngại xin sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc là những người có kinh nghiệm xung quanh mình. Bởi hành động đó không hề thể hiện bạn là người kém cỏi nhé. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Đông Nam và Tài Thần hướng Tây Bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho mọi việc trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn nhiều. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa quá mức thẳng thắn, dễ tổn thương người khác. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, chú ý ăn nói nếu không muốn nhận sự phản đối của mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, không nên đầu hàng khi mới gặp những khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 54, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi chủ nhật ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh, cho nên với bạn tuổi Hợi sẽ đạt được kết quả lý tưởng nếu như bạn tham gia vào các kỳ thi cử hoặc là các cuộc tuyển chọn. Chỉ cần bạn nắm vững được kiến thức và tự tin, tin tưởng vào bản thân mình thì chẳng có thử thách nào là bạn không thể vượt qua được. Tuy nhiên, trong ngày này, đối với những người giữ quyền cao chức trọng thì nên cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người. Đừng có cho rằng mình là người lãnh đạo thì không cần phải học hỏi người khác. Chỉ khi mở rộng tư duy thì bạn mới có thể tiến xa hơn được. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn mệnh với nửa kia lại không được yên bình cho lắm. Có thể tất cả những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Bạn cần phải trò chuyện thẳng thắn với nửa kia trước khi đưa ra bất cứ phán xét gì. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa nhận được sự tin tưởng của cấp trên, bạn bè và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ gặp may mắn nếu như bạn tham gia thi cử, tuyển chọn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc không nên bảo thủ, không chịu học hỏi. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim
cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 58, số 62, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.